lý thuyết của Anken ấy, về vấn đề lý thuyết của Anken chúng ta lưu ý. Anh Anken của chúng ta nhá, thì tính định nghĩa của nó. Một La Mã là định nghĩa này. Định nghĩa của Anken. Thì Anken là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có chữ 1 nối đôi CC và mạch hở. Thấy chưa? Công thức tổng quát của Anken là gì các bạn có nhớ? Công thức tổng quát của Anken là gì các bạn có nhớ không ạ? Các bạn comment cho thầy xem nào. Xem là bao nhiêu bạn nhớ được công thức tổng quát của anh Anken. Ankan thì ai cũng nhớ rồi. Nhưng Anken thì chưa chắc là bạn nào cũng nhớ nhỉ? Nó là gì các em nhỉ? CN H2N với điều kiện là N lớn bằng 2. Ok chưa? Thế thì trong quá trình đấy là đồng đẳng. Đồng đẳng của Anken thì còn được gọi là olefin. Đồng đẳng của Anken thì còn được gọi là olefin. Nhá. Hay đồng đẳng của ethylene. Hay là đồng đẳng của ethylene. Ok chưa? Đấy là đồng đẳng của Anken. Thứ tư, mình xét về đồng phân. Thì các bạn lưu ý nhá. Anken của chúng ta có hai loại đồng phân. Một là đồng phân cấu tạo và một là đồng phân hình học. Đấy các bạn nhớ chưa? Thế thì mình phải nhắc lại một chút về điều kiện để có đồng phân hình học. Điều kiện để có đồng phân hình học là ban đầu tiên là bắt buộc phải có nối đôi CC. Đấy. Và thứ hai là thằng A phải khác thằng B và thằng C phải khác thằng D. Ok chưa? Đấy là điều phân nhá. Danh pháp của Anken, tóm tắt ngắn gọn thôi ạ, ngắn gọn thôi, thì danh pháp của Anken thì nó bằng là ankan tương ứng. Ankan tương ứng gạch ngang số chỉ vị trí. Số chỉ vị trí liên kết đôi gạch ngang en. Ok à. Về tính chất vật lý. Tính chất vật lý của Anken thì tương tự ankan. Tính chất vật lý của Anken thì tương tự ankan. Đấy, trên đây là một vài cái chú ý quan trọng bậc nhất nhé. Quan trọng bậc nhất về Anken. Hai La Mã về tính chất hóa học. Các bạn cần phải lưu ý những điều sau về tính chất hóa học của Anken này. Thầy nhắc lại trong tài nhớ này. Và các bạn nhớ phải lưu lại về tường nhá, để mình nhớ được sâu hơn nhá. Tính chất vật lý này. Thứ nhất, anh Anken chúng ta là trung tâm phản ứng. Trung tâm phản ứng là nối đôi CC. Đấy, mình sẽ có cái bản chất. Bản chất của phản ứng nó là như thế này ạ. C này, nối đôi C này, một vạch, hai vạch, một vạch, hai vạch này. Dưới tác động, dưới tác nhân nhiệt độ, áp suất xúc tác, hoặc là tác nhân là hydro, brom, clo, thì nối đôi này đứt ra chỉ còn một vạch nha. Và nó chia lên hai cái vạch. Thực ra như chúng ta nhìn nhá, anh carbon này đang là hóa trị số 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đúng không ạ? Thế thì khi mà liên kết pi ấy, nó bị bẻ gãy ra. Thì lúc này ấy, cái anh carbon chúng ta, các bạn đếm rồi. Còn nó 1, 2, 3. 1, 2, 3 và nó thiếu mất 1. Thiếu mất 1 hóa trị đúng không ạ? Carbon ta là hóa trị 4 mà thiếu mất 1 hóa trị. Vậy, vậy này. Chia ra này. Đấy là lý do mà khiến cho các cái anh tác nhân khác nó cắm vào đây. Và khi nó cắm vào đây ấy, thì đây chính là bản chất của phản ứng cộng của Anken. Nên dẫn đến này, Anken của chúng ta nó sẽ có các cái phản ứng như sau này. Phản ứng cộng là 1, phản ứng trùng hợp là 2, phản ứng oxy hóa là 3 nhá. Mình sẽ có một nhỏ. Một nhỏ là về phản ứng cộng. Mình tóm tắt cho các em nhá. Ở đây thầy chỉ có đủ thời gian để tóm tắt về kiến thức lý thuyết cho các em thôi, chứ không có đủ thời gian để mà có thể nói chúng ta về sâu bản chất nhá. Và không có nhiều thời gian để chúng ta nói về ví dụ. Ví dụ thì chúng ta đi vào ở bên dưới. Ở bên dưới những cái câu này chúng ta sẽ có những cái thí dụ và thầy sẽ làm rõ cho chúng ta. Thì về phản ứng cộng của Anken này, thì mình sẽ xét đầu tiên là cộng hydro. Cộng hydro xúc tác niken. Nhiệt độ thì Anken mà cộng hydro xúc tác niken nhiệt độ ấy, thì nó tạo thành CnH2n cộng 2 là Anken tương ứng. Rất dễ thôi, không có gì khó khăn cả. Cộng brom là cộng X2 đấy. Cộng X2 là
brom này, clo này, thì ở điều kiện thường, điều kiện thường, và nó tạo thành gì ạ? CnH2nX2, Br2 hoặc Cl2 nhá. Và đây mình sẽ có một cái chú ý nhỏ nhỏ là alken nó làm mất màu, nó làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường nhá. Alken làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường, các bạn chú ý chưa? Tiếp theo mình sẽ có là cộng với HX, cộng với HX cũng ở điều kiện thường. HX nó có thể là HBr, nó có thể là HCl, nó có thể là HOH để tạo thành CnH2n+1x. Ok chưa? Đấy. Thì mình sẽ có phản ứng cộng này. Xong. Clear. Ok. Thì ở bên trong cái phản ứng cộng này mình sẽ có một cái chú ý nho nhỏ, đó là quy tắc cộng Markov-Nikov. Thì ở bên trong quy tắc cộng Markov-Nikov này các bạn chú ý này. Đấy, dấu sao này. X sẽ ưu tiên đính vào carbon có bậc cao hơn. Có bậc cao hơn. Đấy, tí vào ví dụ chúng ta sẽ nói rõ hơn. Tại sao lại bậc cao hơn? Nhá. Cuối cùng, hai nhỏ là phản ứng oxy hóa. Phản ứng trùng hợp. Thì cái phản ứng trùng hợp này là một loại phản ứng mới. Nhưng mà nó rất là quan trọng. Ở lớp 11 các em học, nhưng mà sau này đến lớp 12 chúng ta lại học lại ở phần polymer. Chính vì vậy nên thầy muốn chúng ta nắm chắc được ngay từ bây giờ. Thì phản ứng trùng hợp nó được định nghĩa, nó là cái phản ứng mà nhiều phân tử nhỏ nhá, giống nhau, kết hợp lại với nhau để tạo thành một phân tử lớn. Thế thì ở bên trong cái phản ứng trùng hợp này, chúng ta cần lưu ý cho thầy một vài cái phương trình sau. Thứ nhất, đây, đây đây thầy giảng ta một cái là chúng ta hiểu ngay. CH2 nối đôi, CH2 nhá. Nhiệt độ này, áp suất này, xúc tác này. Được chưa? Thì nó tạo thành CH2 này, một vạch này, CH2 này, một vạch này, chia ra. Đây, N lần. Và đây N lần. Thì mình sẽ có nhá, các bạn lưu ý này, thì mình sẽ có này. Anh này được gọi là monomer. Anh này được gọi là polymer. Ok chưa? Và trong này thì mình sẽ có N thì được gọi là số mắt xích. Vậy thôi. CH2 nối đôi CH2 có tên gọi là ethylene. Thì polymer của nó sẽ là polyethylene. Ok. Rất đơn giản đúng không? Ba nhỏ là về phản ứng oxy hóa. Phản ứng oxy hóa. Oxy hóa thì mình sẽ có oxy hóa không hoàn toàn là alken. Thì làm mất màu, làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường. Ở điều kiện thường. Và cái thứ hai là phản ứng cháy. Thì mình sẽ có này. CnH2n+O2 tạo thành NCO2 cộng NH2O. Anh này là 3n/2 nhiệt độ. Ok nha. Cảm ơn tất cả bạn và các em. Thầy vẫn điểm dài mà. Đấy, các em nhìn thấy không ạ? Trong vòng chưa đầy 15 phút, thầy đã hướng dẫn cho chúng ta nắm trọn lại toàn bộ về tính chất vật lý cũng như là tính chất hóa học của alken. Thế bây giờ nhá, chúng ta đi vào phần bài tập nhá. Các bạn cũng comment đáp án cùng thầy nhá, là câu số 1 này. Câu số 1 này, cái nguyên tắc đầu tiên là khi chúng ta nghe được lý thuyết rồi ấy, thì cái câu chuyện là chúng ta cần phải nhắc lại lý thuyết bằng cách làm bài tập, thì như vậy chúng ta mới đạt được hiệu quả cao nhất. Ok không? Nào, các bạn làm bài tập với thầy nhá. Câu số 1 ạ. Chọn nhanh các em ạ. Phong cách của thầy là mình phải làm nhanh nhưng mà phải tốc độ. Alken có khả năng tham gia các phản ứng nào? Thì alken chúng ta chắc chắn có khả năng, thầy vừa mới nói xong đúng không? Nó sẽ có khả năng tham gia phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp và phản ứng oxy hóa. G, cả ABC đều đúng. Câu 2. Ethylene có khả năng làm mất màu dung dịch chứa chất nào sau đây? Ethylene là CH2 nối đôi CH2, chúng ta vừa nói chuyện với nhau là nó có khả năng làm mất màu dịch brom, mất màu dịch thuốc tím, nên đáp án đúng của chúng ta là D, cả A và B. Các bạn chú ý nhá, các bạn chú ý tập trung vào đây, học cùng thấy nhá. Nào câu 3 là các bạn cùng comment đáp án nào. Câu 3. Dãy đồng đẳng của eten thì có công thức tổng quát là gì ạ? Câu 3. Dãy đồng đẳng của eten
thì có công thức tổng quát là gì? Đồng đẳng của eten có nghĩa là tương đương với là đồng đẳng của gì ạ? Của anken. Thì dãy đồng đẳng của anken chúng ta sẽ có công thức tổng quát là CnH2n. Đáp án đúng là đáp án B. Câu số 4 của câu này mới hay. Số đồng phân C4H8 mạch hở. Bao nhiêu chọn bạn chọn được đáp án đúng câu này mới hay. Các bạn đã chọn được đáp án đúng câu này mới thú vị. Bao nhiêu? Bao nhiêu anh mà C4H8 mà lại có đồng phân là mạch hở bây giờ đây? Bao nhiêu ạ? Căng nhỉ? Căng. Hơi bị căng đấy. Bao nhiêu bạn comment đúng câu này? Khéo quên hết. Quên sạch nhỉ? C4H8 này. Đấy thì vẽ cho các bạn nhìn nhá. 4 này. Đấy chưa? Mạch nhá. Các em non phương pháp của thầy này đánh số này. Một đối đôi CC này. Hoặc đính ở đây đồng phân số 1, đính đây đồng phân số 2, đính đây đồng phân số 3. Nhưng nhiều bạn chọn 3 là sai nhá. Bởi các bạn ấy quên mất đồng phân hình học. Anh ở carbon số 2 có đồng phân hình học này. Vậy ở đây tổng cộng mình sẽ có 4 đồng phân mạch hở. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ các em nhá. Câu số 5. Cho 3,36 lít. Đây các bạn tập trung vào đây ạ. Cho 3,36 lít hỗn hợp gồm etan CH6, ethylene CH4. Số mol là 3,36 chia 2,4 thì bằng 0,15. Đi chậm qua dung dịch brom dư. Đi chậm qua dung dịch brom dư. Thế thì các bạn lưu ý cho thầy nhé. Đi qua dung dịch brom dư thì cái bình brom nó giữ lại cái anh gì? Thì bình brom nó sẽ giữ lại cái anh mà nó phản ứng. Đúng không ạ? Dung dịch brom dư thì nó không phản ứng với lại ancan mà nó phản ứng với CH4. Vậy nó giữ lại CH4. Để nó... Vậy thì cái thằng thoát ra nó chỉ có thể là CH6. Vậy mình sẽ có này. Khối lượng của bình brom tăng. Bình brom tăng nó chính bằng khối lượng của C2H4 và nó bằng 2,8. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol. Hoàn toàn mình tìm được số mol của CH4 bằng 2,8 chia 2,8 thì bằng 0,1. Và đến đây mình cũng sẽ tìm lại được số mol của CH6 là 0,15 trừ 0,1 bằng 0,05. Để bài hỏi này, số mol của etan 0,05, ethylene 0,1. Đáp án đúng đáp án A. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Rất dễ các em ạ. Nha, các bạn chỉ cần tập trung một chút chút thôi thì thầy đảm bảo là cái môn hóa đối với các em nó không quá khó khăn. Nó cực kỳ dễ dàng luôn và rất dễ lấy điểm. Câu số 6 nhá. Câu số 6 á. Ankadi, anken có công thức là tên gọi của X là. Cái câu này thì thường ý, thầy khuyên là những cái bạn nào mà mới học hóa nhá, những bạn nào mà mất gốc ấy thì bạn nên vẽ hết ra. Như thầy vẽ đây. C nối đôi C. Được chưa? Chúng ta ưu tiên bước 1 này, đánh số vị trí nguyên tử carbon. Chúng ta sẽ ưu tiên là đánh số từ carbon gần đến cái đôi trước. 1 2 3 4 5. Vậy này có là 3-metin pentahyen. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 3-metin pentahyen. Câu số 7. Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo là không xét hình học nhá. Có cái từ đồng phân cấu tạo là mình sẽ không cần phải xét đồng phân hình học. Vậy C5H10 này, mạch hở này. C5H10 mạch hở vẽ ra. Đây là một skill xác định đồng phân bá đạo nhất của thầy do thầy nghĩ ra. Mạch chính này, cứ vẽ mạch chính ra đã các em ạ. Cứ vẽ mạch chính ra cho ngon lành cành đào. Được chưa? C5 thì mình có 3 mạch chính. Bây giờ mình đánh số chỉ vị trí nối đôi này, trục đối xứng này, hoặc đây, hoặc đây, trục đối xứng này, hoặc 3, hoặc 4, hoặc 5. Anh này không điền được bởi vì carbon này full hóa trị rồi. Vậy C5H10 chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 đồng phân cấu tạo. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu số 8. Cho các chất sau, những chất nào là đồng phân của nhau? Để bài hỏi nhá, những chất nào là đồng phân của nhau. Thế thì để xác định được chúng nó có phải là đồng phân của nhau hay không, mình phải vẽ hết ra. Đầu tiên anh chất số 1 này. 2-metin-but-1-en. But-1-en-2-metin. Vậy tương ứng với nó là C5H10. Các bạn nhớ chưa? Tương ứng với nó là C5H10. Anh số 2 nhá, thì vẽ anh số 2 này. 3,3-dimetin-but-1-en. But-1-en này. 3,3 dimetin. Vậy công thức của nó là C6
H12. Vậy 1 và 2 không thể là đồng phân của nhau, khác công thức phân tử rồi. Đồng phân là cùng công thức phân tử, khác công thức cấu tạo. 1, 2 bỏ. 1, 2 bỏ. Ok chưa? Mình loại B và mình loại C. 3-metin pentr-1-en. Pentr này. Pentr-1-en này. 3-metin này. Anh này là từ ngữ nào? C6H12. Vậy là thằng 2 với thằng 3 có khả năng là đồng phân của nhau. Đây các bạn nhìn đâu? 2, 3 đồng phân nhau. Mình vẽ nốt anh 4 nhé. Anh 4 này. 3-metin pentr-2-en. 3-metin pentr-2-en. Đây, 3-metin pentr-2-en cũng là C6H12. Vậy mình có 2, 3 và 4 là đồng phân của nhau. Gì? 2, 3, 4 đó. Quá dễ. Câu 9 ạ. Chất nào sau đây có đồng phân hình học? Chất nào sau đây có đồng phân hình học? Thì điều kiện để có đồng phân hình học nhá là có nối đôi CC. Ý A không có. Được chưa? Điều kiện thứ hai là A khác B và C khác D. Mình vẽ đây nhá. Ý B này. CH3 này. C này. H này. Nối đôi C này. H này. CH2 này. CH3 này. Chúng ta nhìn đây này. CH3 khác H. CH2, CH3 khác H. Vậy anh này chắc chắn có đồng phân hình học. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu số 10. Cho 2,8 gam anken làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom. Đây, vậy mình có nhé. Anken của mình là CnH2n. Mất màu vừa đủ dung dịch brom. Số mol brom là 8 chia cho 160 bằng 0,05 mol. Thì do một anh anken tác dụng với một anh brom để tạo thành một anh CnH2n Br2. Vậy chắc chắn từ số mol brom mình suy ra số mol anken là 0,05. Và từ đó chúng ta có thể dựa vào khối lượng của anken mình sẽ tìm ra được phân tử khối của anken nhá. Mình có phân tử khối của anken. Nó bằng là khối lượng là 2,8 chia cho 0,05 thì bằng 2,8 chia 0,05 bằng 56. Mặt khác, anken này sẽ có phân tử khối bằng 12N cộng 2N này. 12N cộng 2N. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được N bằng 56 chia 14 bằng 4. Vậy N chúng ta bằng 4. Với N bằng 4 thì suy ra công thức nó là C4H8. C4H8 nha. Nhưng đề bài đây là hỏi này. Hydrat hóa chỉ thu được một ancol duy nhất. Hydrat hóa mà chỉ thu được một ancol duy nhất. C4H8 mà cộng với lại hydrat hóa là cộng nước nhé các em nhá. Mà chỉ thu được một sản phẩm duy nhất. Tương đương với khi và chỉ khi đồng phân C4H8 này nó phải đối xứng nhất nhá. Tương đương với đồng phân C4H8 này phải đối xứng nhất. Và đồng phân C4H8 này mà đối xứng nhất thì nó chỉ có thể là một anh duy nhất sau đây thôi. Bút 2N. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ nhá. B. Bỏ. Bút 2N. Câu 11 nào các em. CH4 có tên gọi là gì? 11 ạ. C2H4 có tên gọi là gì ạ? Ethen cũng được nhỉ? Mà ethylene cũng được đúng không? Vậy tên gọi của nó là gì? Cả A và B nhá. Cả A và B đều đúng. Câu 12. 2-metin-pentr-2-en có công thức cấu tạo nào sau đây? 2-metin-pentr-2-en. Pentr-2-en. 2-metin. Bạn nhìn thấy chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là anh nào? Chỉ có một anh thôi. Đó là đáp án A. Câu 16 nào. À, câu 13 nào. 13 mới khó đấy. 13 nó không dễ với các em đâu. Nào các bạn cùng comment đáp án cho thầy xem câu 13 đáp án gì. 13. 13 đáp án gì ạ? Khi cho bút 1N. Đây. Tác dụng với HBr. Theo quy tắc Markov nhá, Markov Nikov, sản phẩm nào là sản phẩm chính? Thì sản phẩm chính như thầy đã nói ở trong quy tắc cộng Markov-Nikov,
nó sẽ ưu tiên cho anh BR đính vào anh carbon có bậc cao hơn. Nối đôi đây thì nó sẽ chia ra hai cái này. Thì ở hai anh này thì anh ở giữa này có carbon có bậc cao hơn. Vậy đây nó sẽ là BR, đây nó sẽ là H. Vậy đáp án chính xác của chúng ta nhá, đáp án chính xác của chúng ta nó là đáp án C. CH3, CH2, CHBR và CH3. Câu 14 ạ. 14 này. C4H8 có bao nhiêu đồng phân mà tác dụng HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất? Các bạn phải nhớ kỹ nhé, là khi tác dụng với HCl mà chỉ thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất thì khi và chỉ khi C4H8 đấy nó phải đối xứng nhất. Được chưa? Và để nó đối xứng nhất thì chỉ có một anh duy nhất thỏa mãn cái điều kiện đấy thôi. Đấy là anh bút 2N. Được chưa? Bút 2N phải đáp án đúng chúng ta, nó là đáp án B, bỏ. Được không ạ? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. 6 này. Trùng hợp eten sản phẩm thu được có cấu tạo, mới viết phương trình lúc nãy xong. Trùng hợp eten vẽ lại cái CH2 nối đôi CH2, nhiệt độ, áp suất xúc tác nhá. Nhiệt độ, áp suất xúc tác thì tạo thành gì ạ? Thì tạo thành CH2 này, CH2 này, tất cả N lần, N lần. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án, đáp án gì ạ? Đừng nhầm đáp án A nhá. Đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án B các em ạ. B, bỏ. Các bạn nhớ chưa? B, bỏ. Câu 17. Một anken bất kỳ có dạng R1, R2, C nối đôi, C, R3, R4. Điều kiện để hợp chất trên có đồng phân hình học là điều kiện nào? Điều kiện nào để anh hợp chất này có đồng phân hình học ạ? Như thầy đã nói là cùng đính một carbon phải khác nhau. Có nghĩa là R1 nó phải khác R2 và R3 nó phải khác R4. Nó phải là chữ và các em nhé. R1 khác R2 và R3 khác R4. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 18. Tên thay thế của anken này là CH3 này, C này, CH3 này, C này, CH3 này, CH2 này, CH3 này. Đánh số ưu tiên carbon gần nối đôi trước. 1, 2, 3, 4, 5. 2,3 dimetin. Được chưa? Bỏ. Được, được, được. Penta mấy n ạ? 2N. Đáp án đúng là đáp án C. 2,3 dimetin penta 3N. Ok nhá. Úi dồi ôi, câu 19 không lát được. Câu 20 ạ. Câu 20 hôm nay mạng lát quá. 20 này. Dẫn từ từ 8,4 gam hỗn hợp gồm 8,4 gam hỗn hợp gồm bút 1N C4H8, bút 2N cũng C4H8. Ôi thế bản chất nó là C4H8, đúng không? Hai thằng này, đây các em nhìn nhá, đây thì vẽ bút 1N, bút 2N cho các bạn nhìn. Bút 1N nè, bút 2N nè. Thì bản chất hai này có đúng cùng là C4H8 không? Lội chậm qua bình đựng brom thì thấy có M ra gam brom phản ứng. Để bài hỏi chúng ta là xác định M có giá trị là bao nhiêu. Thế thì bước 1 mình cần tìm được số mol của C4H8 bằng bao nhiêu nhé. Hai này là đồng phân. 8,4 chia cho mẫu đơn 12 x 4 cộng 8 bằng 0,15. Thì một anh ăn ken thì ăn một anh brom, tỷ lệ 1:1, vậy số mol brom là 0,15. Vậy hoàn toàn mình tìm được giá trị của brom bằng 0,15 x 160. 24 gam. 24 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Đấy, trên đây thầy vừa hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em phương pháp giải nhá, với kể cả lý thuyết về cái anh anken để cho các bạn có thể nắm được những cái gì cơ bản nhất anken nhá. Thầy rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng thầy. Và các bạn nhớ nhá, là click vào nút chuông, ấn vào nút xem trước để theo dõi những cái buổi mở live tiếp theo của thầy.